Xin chào toàn thể anh chị em đến với một trong những siêu phẩm có thể nói là chắc chắn là sẽ gây được tiếng vang cũng như là cái sự thành công tại Việt Nam. Đó chính là Toyota Corolla Cross. Đây là một mẫu xe gầm cao 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và sẽ lần đầu tiên được xuất hiện tại Việt Nam. Chiếc xe Toyota Cross này thì được xác định vị phân khúc nằm giữa phân khúc B và phân khúc C. Có nghĩa là hình dung một cách đơn giản thì nó nằm ở giữa Hyundai Kona và Hyundai Tucson. Đây, giữa về tất cả mọi thứ, về kích thước này, về giá bán này, rồi là về các trang thiết bị. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số những yếu tố mà chắc chắn là nó sẽ có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng, thậm chí là vượt trội so với lại Hyundai Tucson cũng như là Hyundai Kona. Đây, tổng thể của mẫu Toyota Cross thì mời quý vị chiêm ngưỡng tổng thể nhá. Một cái thiết kế cảm giác rất là trường xe. Đó. Rất là thể thao phong cách. Phải nói là Toyota Cross chắc chắn là một trong những chiếc xe có thiết kế đẹp nhất của Toyota tính cho đến thời điểm hiện tại. Phiên bản Toyota Cross này về Việt Nam thì sẽ có 3 bản, bao gồm là bản Cross G, bản tiêu chuẩn có giá bán là 720 triệu. Phiên bản Cross V chính là phiên bản trước mắt chúng ta, có giá bán là 820 triệu, nó là phiên bản cao cấp. Và một phiên bản lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đó chính là phiên bản động cơ lai giữa xăng và điện, Toyota Cross Hybrid. Đó. Nhận diện về phiên bản Hybrid nhá, thì quý vị lưu ý là toàn bộ phần logo cũng như là phần lưới tản, cái phần mạ chrome này và logo này nó sẽ có cái màu xanh, xanh blue rất là đặc trưng của dòng Hybrid. Đây, hôm nay chúng ta cùng khám phá chi tiết về mẫu Toyota Cross phiên bản V, phiên bản cao cấp nhá. Đây, ngay từ đầu tiên thì quý vị có thể thấy tổng thể phần đầu xe, đó là một sự thiết kế có thể nói là rất là hiện đại và phong cách. Logo 3D này, lưới tản nhiệt dạng tổ ong, đèn gầm sương mù dạng LED và một hệ thống đèn cực kỳ thông minh. Hệ thống đèn này thì có cái đèn LED ban ngày ở đây. Đó. Đèn bi LED cho ánh sáng màu trắng, và đặc biệt là đèn này nó có một công nghệ nó gọi là đèn pha thích ứng. Có nghĩa là nó sẽ tự động chuyển từ pha sang cốt, từ cốt sang pha trong trường hợp mà gặp cái phương tiện từ phía trước đi ngược chiều trở lại, để tránh gói chói mắt cho người đối diện. Các chi tiết khác như là cảm biến trước này, rồi cảm biến góc trước cũng sẽ được trang bị đầy đủ. Và đặc biệt là quý vị thấy này, camera 360. Đó. Một bộ camera mà nó cho chất lượng hiển thị hình ảnh phải nói là tuyệt vời. Lát nữa thì chúng ta vào trong xe để tìm hiểu chi tiết nhá. Đó chính là tổng thể về phần đầu xe. Đấy, một thiết kế theo cá nhân của em là cực kỳ đẹp luôn. Ở phần bên hông xe, chúng ta sẽ có một bộ la răng phay cắt 18 inch. Thông số lốp là 225/50R18, sử dụng cái lốp của Michelin, nó rất là êm. Ngon nghẻ không ạ? Đấy. Phần tấm ốp sườn này, đấy, rồi là vành cua lốp. Có thể nói là Toyota đang làm rất tốt ở trong cái phần thiết kế của mình. Gương chiếu hậu phía bên ngoài của Toyota Cross thì chỉnh điện này, gập điện này, tích hợp báo rẽ này, rồi là có cả hệ thống cảnh báo điểm mù nhá. Đấy, hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương này được trang bị đầy đủ ở đó. Cùng với đó là hệ thống camera 360. Thì quý vị thấy là có một cái sự khác biệt này. Bình thường ấy thì cái mắt camera này của các xe khác nó hay đặt tại đây, nhưng mà Cross thì thiết kế lùi vào trong này. Thực ra thì ở trong này này, thiết kế và lắp đặt sẽ khó hơn, nhưng mà nó sẽ mang lại cái hiệu quả hơn. Thứ nhất là khi mà chúng ta không may xảy ra va chạm thì cái phần này là phần ít bị xảy ra va chạm nhất. Gương có gãy thì camera vẫn không việc gì. Cái thứ hai là cái mắt camera này càng sát với cái phần thân xe này này thì nó cho cái hiệu quả hình ảnh nó càng chính xác. Lát nữa quý vị sẽ thấy nó chính xác như thế nào nhá. Ok. Ở phần bên hông này chúng ta sẽ có một cái nút bấm mở cửa. Đây, dạng cảm ứng nhá, chứ quý vị cầm chìa khóa theo mình, quẹt nhẹ cái là cửa sẽ mở. Đó. Quý vị thấy thế nào về cái thiết kế phần hông xe như thế này ạ? Một cảm giác có thể nói là rất trường xe đúng không ạ? Đấy. Rất là ưng cái mẫu xe này luôn. Rồi, chúng ta đến với phần đuôi xe. Cũng khá là ngon nghẻ đấy. Quý vị thấy đuôi xe này giống cái gì không ạ? Có rất nhiều cái nét thiết kế của dòng Lexus RX ở đây. Đặc biệt là về phần cụm đèn, chúng ta sẽ có một cái cụm đèn LED. Đây, rất đẹp. Đèn xi nhan, đèn báo lùi. Cái giải mạ chrome này, đối với cái xe Hybrid động cơ lai thì nó sẽ có màu xanh đặc trưng. Ký hiệu phiên bản Corolla Cross, logo chính giữa. Và đằng sau này chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có cái cam lùi rồi. Đấy. Nó sẽ đi cùng với bộ sản phẩm cam 360. Cảm biến lùi này, cảm biến góc này. Đấy.
Quý vị thấy cross nó giấu bô rất kín đúng không ạ? Và có cái phần cản va đập, chống va đập phía sau cực kỳ đẹp. Có cả móc kéo trước, cả móc kéo sau nhá. Rồi, em sẽ mở cốp này lên. Đây sẽ là một nhược điểm. Nhược điểm đầu tiên là xe chưa có cốp điện. Quý vị thấy này, vẫn đang là cốp cơ thôi, mà có trợ lực cũng khá là nhẹ. Khoang hành lý của Toyota Cross là 440 lít và nó có một cái khay đỡ rất là thuận tiện như này. Đó. Rồi ạ. Quý vị có thể để ô này, để những cái đồ lặt vặt giấy trên đây. Và nó tách biệt cái khoang hành lý với cái khoang hành khách. Nếu không thích chúng ta có thể thu gọn lại bằng một thao tác kéo thả rất đơn giản. Dưới này rồi, kích lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa. Đó. Có rất nhiều cái ngăn trống để quý vị có thể để những cái đồ lặt vặt nhỏ nhé. Đây. Khoang hành lý này khá là thoải mái đối với một mẫu xe Cross Rover 5 chỗ. Ok. Đấy, phần bên hông và những cái chi tiết như thế này. Corolla Cross nguyên bản hết nhá. Cái phần kính cũng rất là hay này, nó tạo chiếc xe có một cái độ thoáng hơn. Ok, mở khoang nội thất nào. Với dòng Toyota Cross thì quý vị sẽ có hai tùy chọn. Một là nội thất màu đen, da đen. Hai là nội thất màu nâu đỏ. Lát nữa có một cái xe nâu đỏ thì mời quý vị xem ở cái video tiếp theo nhé. Ok, hàng ghế thứ hai này. Chúng ta có kệ tì tay khay để cốc và một cái không gian rất là thoải mái. Quý vị thấy trần cao. Đó. Cái ghế này không phải đính liền đâu nha quý vị. Đấy, có thể nhấc lên được. Tựa đầu đầy đủ cho cả ba hàng ghế. Rồi. Em sẽ lên em ngồi thử luôn. Đây quý vị như này, khoảng để chân đầu gối cực kỳ thoải mái. Em quay cái mặt em vào chút nhá, đang đeo khẩu trang. Ok anh chị, thấy khoảng đầu xe thế nào? Nói chung là thoáng, rất thoáng luôn. Đây này, phần Toyota làm phần này nó còn, quý vị thấy là nó hơi thụt một chỗ này bằng hơn, nó hơi nhô cao lên để nó tạo chúng ta nó rộng rãi hơn nữa về phần đầu. Đằng sau này chúng ta cũng có rất nhiều các option nhá. Đầu tiên là hệ thống cửa gió điều hòa trong ghế thứ hai được trang bị đầy đủ rồi, và nó có cả cái cổng sạc hai cổng USB tại vị trí dưới này nữa. Ok, đây là về phần hàng ghế thứ hai. Chúng ta sẽ đến với khoang cabin, một trong những thiết kế đẹp nhất của năm, chắc chắn là như vậy rồi. Ok quý vị, khoang cabin bên này như thường lệ rất Toyota, đó chính là lên xuống cửa kính này, một chạm gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp tự động khóa cửa trung tâm. Quý vị thấy này, đầu tiên chúng ta sẽ có những cái gì? Thứ nhất là hệ thống ghế chỉnh điện 10 hướng. À xin lỗi quý vị, đây là chỉnh điện 8 hướng nhá, 8 hướng thôi. Ghế bên phụ thì sẽ chỉnh cơ. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ cao của cái đèn, góc đèn chiếu này. Đó. Trời ơi, Toyota càng ngày càng đẹp. Được đấy. Mời quý vị ngó qua tổng thể nội thất một lần. Một cái khoang cabin khá là ấn tượng. Nhưng mà cũng sẽ có những điểm mà em sẽ phải nói ra về việc mình chưa hài lòng. Chúng ta sẽ nói đến những gì hài lòng trước đây. Quý vị thấy thế nào về thiết kế này ạ? Rất là thể thao. Vô lăng bọc da, tích hợp rất nhiều nút bấm. Bên này là tất cả các thông số liên quan đến hiển thị thông tin này, mà ra thông tin, nghe gọi, điều chỉnh âm lượng, ra lệnh giọng nói. Bên này mới hay này, 5 tính năng liên quan đến bộ cảnh báo tiền va chạm, lát nữa em sẽ nói chi tiết nhá. Cụm đồng hồ, màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, đầy đủ thông số. Hai cụm đồng hồ rất là dễ quan sát. Ở phiên bản HV Hybrid thì còn tốt hơn nữa, chúng ta sẽ có một cái đồng hồ điện tử digital ở đây. Ở phần này thì quý vị có gì? Đầu tiên là một cái màn hình cảm ứng 9 inch. Và đây quý vị thấy chính là cái hệ thống cam 360 này. Chất lượng hiển thị cực kỳ nét, màn hình cảm ứng cũng rất tuyệt vời. Đây chính là cái phần bên thân xe. Camera mà càng sát với tai gương thì cái độ hiển thị và chi tiết nó càng chính xác. Đây là cam ở phía trước. Và đây đấy. Quý vị thấy ngon nghẻ không ạ? Trời ơi, đây là mắt của cam này. Quý vị biết mắt này mắt gì không ạ? Tổng thể này. Ok chưa? Màn hình cảm ứng nhá, 9 inch. Và quý vị thấy gì không ạ? Toàn bộ bằng tiếng Việt luôn. Đấy. Điều hòa hai vùng độc lập. Ngon nghẻ không ạ? À, tính năng Eco HESCU này nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa khi mà quý vị muốn sử dụng cái tính năng điều hòa nóng hoặc điều hòa lạnh.
start stop khởi động thông minh. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống hộp số vô cấp nhá. Hộp số vô cấp đi kèm với lại một khối động cơ 1.8 lít cho công suất 138 mã lực. Kệ tì tay, trong này cũng có sẵn cả cái cổng sạc này. Đấy, kín đáo thế. Chỗ này mà nếu mà làm cao lên một chút này thì sẽ ổn hơn. Rồi đây là những điều mà em rất thích về chiếc Toyota Cross. Còn sẽ có những điểm không thích. Đầu tiên, hệ thống phanh. Chúng ta chưa có, quý vị không nhìn thấy phanh đúng không ạ? Không thấy phanh cũng không thấy phanh tay điện tử luôn. Vậy nó nằm ở đâu? Đây ạ, nó nằm ở đây. Boost on off. Nó giống hệt như trên chiếc Toyota Camry lắp ráp trong nước. Đó. Con này mà có phanh tay điện tử thì thôi rồi luôn. Anh em thấy thế nào? Em chỉ không thích mỗi cái là chưa có phanh tay điện tử này, chưa có chế độ lái, và cái phần học kỳ này nó hơi thấp. Nó mà cao lên tầm như này này, sát với cái học kỳ tay này thì sẽ đẹp hơn tuyệt vời luôn. Đó. Còn lại đây, anh em thích cửa sổ chơi thì vâng, có cửa sổ chơi luôn. Đấy. Chúng ta nói qua một chút về hệ thống an toàn của xe Toyota Cross này nhá. Một hệ thống an toàn được đánh giá rất cao. Chúng ta sẽ có hỗ trợ giữ làn này. Ok không ạ? Cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Và đặc biệt là chúng ta có kiểm soát hành trình chủ động, Cruise Control Adaptive. Nó sẽ giữ tốc độ, đồng thời là nó sẽ giám sát cả tốc độ và hạ tốc độ khi mà cái phương tiện phía trước có dấu hiệu đi chậm lại. Như vậy là chúng ta sẽ có giữ làn tự động này, cảnh báo tiền va chạm này, Cruise Control Adaptive. Vậy thì trên lý thuyết là khi quý vị đi cao tốc, làn đường rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ chân bỏ tay mà xe vẫn di chuyển một cách hết sức bình thường. Hy vọng là em sẽ sớm có một bài test như vậy về cái mức độ cảnh báo va chạm của cái gói va chạm sớm này trên Toyota Cross. Rồi ok, cảm ơn anh chị em. Và hiện tại nếu anh chị em có nhu cầu lái thử mẫu xe này thì xin vui lòng liên hệ với số hotline của em Nghĩa nhé, để em sẽ bố trí xe cho anh chị lái thử. Xin chào, xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.